chiến lược 3D đúng, đủ, đều trong giao dịch Forex có thể được hiểu như một phương pháp quản lý và giao dịch hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là chi tiết về cách áp dụng chiến lược 3D trong lĩnh vực này. Một đúng, đúng thời điểm giao dịch, chọn thời điểm mở và đóng lệnh giao dịch khi các tín hiệu thị trường cho thấy cơ hội tốt nhất chẳng hạn như thời điểm có tin tức quan trọng hoặc các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng mạnh mẽ, đúng phân tích, sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản phù hợp để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Điều này bao gồm việc hiểu rõ về các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật và sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường, đúng cặp tiền tệ, lựa chọn các cặp tiền tệ có tiềm năng sinh lợi cao nhất dựa trên xu hướng và biến động của thị trường. 2. đủ, đủ vốn, đảm bảo rằng bạn có đủ vốn để duy trì các lệnh giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận và không đầu tư quá mức vào một lệnh duy nhất, đủ kiến thức, trang bị cho mình kiến thức đầy đủ về thị trường Forex, các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro. Tham gia các khóa học, đọc sách và thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đủ công cụ, sử dụng đầy đủ các công cụ hỗ trợ giao dịch như biểu đồ, phần mềm giao dịch và các dịch vụ phân tích thị trường để có được thông tin chính xác và kịp thời. 3. Đều, đều đặn giao dịch, duy trì tần suất giao dịch đều đặn nhưng không quá nhiều tránh tình trạng giao dịch quá mức hoặc quá ít điều này giúp duy trì sự cân bằng và tránh căng thẳng tâm lý đều chất lượng mỗi giao dịch đều phải tuân thủ nguyên tắc và chiến lược đã đề ra không thực hiện các giao dịch ngẫu hứng hay dựa trên cảm xúc đều theo dõi và đánh giá thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả giao dịch để rút kinh nghiệm và điều chỉnh chiến lược kịp thời ghi chép lại các giao dịch phân tích lỗi và học hỏi từ những sai lầm để cải thiện hiệu suất bằng cách áp dụng chiến lược 3D đúng, đủ, đều, nhà giao dịch Forex có thể tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và duy trì sự ổn định trong hoạt động giao dịch của mình.